Anh Khánh Hoàng ơi, em thấy là có nhiều cái nhạc phẩm nó liên quan đến con số 10. Chẳng hạn như là 10 năm tình cũ, 10 năm yêu em. Thì anh, đối với anh, con số 10 nó có liên hệ gì với cuộc đời anh nhiều hay là kỷ niệm gì không? À, thực sự thì khi mà Khánh Hoàng thấy cái poster mà của Minh Chánh dán quảng cáo á, đây là 10th anniversary, Khánh Hoàng tưởng là 10 năm nhưng mà chưa tới 10 năm, là cuốn thứ 10, chương trình thứ 10 thôi. Thì Khánh Hoàng cũng ngỡ ngàng bởi vì cái số 10 thực sự là quý vị biết rồi, rất là đẹp, rất là tròn trĩnh, đúng không? Nó bước là số đầu tiên, bước từ hàng lẻ qua hàng chục, không? Hàng chục, cho nên tròn trĩnh lắm. Mà khi mình đi học đó, mà mình được điểm 10 á, thì là phải học giỏi lắm mới được điểm 10, phải không ạ? Cho nên cái số 10, hình như Khánh Hoàng được biết là bên Đài Loan đó, họ có cái Tết là Tết Song Thập, là một cái Tết cũng lớn lắm, họ rất là thích số 10. Nhưng mà có một cái mà số 10 mọi người không thích lắm, đó là cái gì Thùy Vân biết không? Sao hả? Bài cào không hả? Bài cào mà dở lên 10 nút là xong rồi đó, chuẩn bị kiếm đường chạy đó. Cho nên số 10 nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Học hành thì ok, nhưng mà quánh bài thì chuẩn bị là chung á. Nhưng mà em thích số 10. Nhưng mà em có thích số 10 không? Sao em hỏi anh số 10? Em thích số mấy? Em thích số triệu. Trời ơi, triệu nghĩa là gì? Triệu cái phú hay là gì? Miễn triệu phú hay là triệu đô hay là ít nhất cũng phải được triệu đó hồng. Triệu đó hoa hồng thì vẫn khôn nè quý vị. Bởi vì bông hồng như là 5 đồng cây, phải không? Triệu đó hoa hồng chứ phải 5 triệu không? Hơn triệu phú đúng không? Nói thật sự ra là nói cái triệu đó hoa hồng là toàn là nói qua nhà họa sĩ thôi. Đúng rồi. Tại vì họa sĩ vẽ triệu bó, 2 triệu bó cũng được. Vẽ đâu tốn đâu, không? Vẽ nhỏ nhỏ đâu tính đâu, không? Và đó là ý nghĩa của bài hát mà Khánh Hoàng xin giới thiệu tất cả quý vị. Bài hát được mang tên Triệu Đóa Hoa Hồng. Với tiếng hát của Trúc Lam và Trúc Linh, nhà ngoại quốc lời Việt Cẩm Vân.
bình minh em tỉnh giấc, em tỉnh giấc. Tưởng con say đắm giấc mơ vàng, giấc mơ vàng. Quãng đường nhà em hoa rực rỡ, hoa rực rỡ. Ai đang mang hoa trao cho nàng, trao cho nàng. Thời hỏi lòng em cho ai kia được yêu thương lòng say đắm.